Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Vũ Lít. Thì mình mới nạp 1000 quân huy vào các bạn ạ. Thì nó cho mình 15 cái dương từ bãi biển. Thì hôm nay mình muốn thử mở 15 cái dương từ bãi biển này ra, xem nó ra cái gì nha. Thì nếu các bạn muốn ấy, thì mình sẽ chơi cái sự kiện Sun Violet từ bãi biển này luôn. Đấy, mình sẽ làm một cái clip khác để Sun Violet từ bãi biển nếu các bạn muốn. Thì nếu các bạn muốn hay không, các bạn cứ comment ở dưới để mình biết nha. Ok, bây giờ thì cái nhiệm vụ của mình ở trong cái clip này, đó chính là mình sẽ mở hết cái đống dương này. Mình có tất cả là 15 dương từ bãi biển. Để mình mở thôi nhá. Ok. Đừng nói là nó mở phát hết 15 dương nhá. Ok, mở được 3 cái dương. Cái gì đó? Được trang phục tháng 7 các bạn ạ. Mình không hiểu. Nhận khi tham gia sự kiện nạp quân huy, cơ hội nhận tướng và trang phục tiệc bãi biển cực hot. Để xem có được con tướng hay là trang phục tiếp nhau. Mình có 14 dương á. Trời ơi, sao toàn ra mảnh trang phục vậy? Vậy xem nào. Ôi, lại ra mảnh trang phục tiếp. Vãi trường. Ơi, cẩn thận là mình đổi linh tinh mẹ được bộ trang phục luôn đấy các bạn. Ôi dồi ôi, thử trang phục à. Vãi lồng nhờ. Cho thử trang phục ạ. Ok, à mình có con ghi đu rồi rồi. Nhưng mà thử thì cũng hơi chua nhở. Mình không muốn thử lắm, mình muốn có luôn cơ. Mảnh Preta, mảnh John. Rồi, để xem là. Ôi lại dương mảnh. Sao toàn ra dương mảnh vậy? Đen nhở. Không biết là có ai mở cái dương này mà nó ra luôn trang phục hay không nhở. Rồi, cái này thì bao giờ mới được đây. Còn có 8 dương thôi. Rồi lại thẻ thử trang phục bãi biển một ngày các bạn. Ra gì đây? Lữ bố. Chuẩn luôn các bạn. Mồm thối thế nhở. Ơi chết. Lỡ mở rồi. Wow. Wow wow. Đẹp không các bạn? Ok. Lại thẻ thử trang phục bãi biển một ngày. Con gì đây? Con gì đây các bạn? Tara. Hay điêu thuyền? Chắc phải điêu thuyền đâu. Lại thẻ thử. Trời ơi, sao ra thẻ thử không vậy? Lại là con này. Mở xem nó con gì nào. Ấy, ta ra thật các bạn ạ. Oh shit. Không ổn cho lắm các bạn ơi. Mình thấy cái sự kiện này không ổn cho lắm. Cái này thì tượng trưng thôi sao á. Ok, 4 rồi còn 3 cái nữa. Để mở xem ra cái gì nào. Lại thẻ thử trang phục bãi biển 3 ngày. Có gì hay hơn không? Ủa lại con Tara vãi trường. Cái gì đây? Thẻ thử trang phục ngẫu nhiên. Em mở nè. Ôi dồi ôi, cái skin này có rồi. Vãi thật. Mở tiếp. Sao lại toàn cái thẻ thử trang phục ấy nhở? Sao nó không cho mình cái thẻ thử mới ta? Toàn thẻ thử này ấy. Trời ơi, sao không cho mình cái trang phục đi nhở? Làm như dễ ăn ở ngoài lắm đấy. Mà thích thì có thôi các bạn. Ôi dồi ôi, rồi. Nói chung là cái này không được cái gì hay hết. Chắc là mình sẽ chơi cái sự kiện này luôn. Bởi vì nếu mà mình chỉ quay một cái clip về cái sự kiện kia thì nó hơi ngắn đấy. Vì thế mình gộp luôn. Đây này. Thì các bạn quay như bình thường thôi. 5 quân huy một lượt, 25 quân huy 5 lượt. Bạn muốn quay nhanh thì quay 5 lượt. Cách tính điểm này, đấy. Mấy cái điểm nó sẽ tính như thế này. Đó. Ví dụ các bạn được 3 khẩu súng này thì các bạn được 15.000 điểm. What? Làm nào được 3 khẩu súng? 3 cái váy, 3 cái slip trái tim là các bạn được 2.000 điểm. 3 cái quần què là các bạn được 1.000 điểm. 3 cái gì đấy? Châm cài tóc à? 500 điểm. 3 con cá heo xanh thì được 250 điểm. Và 3 con gấu được 100 điểm. Ok. Còn nếu các bạn muốn đổi quà thì vào đây. Trong đây có đổi mấy con tướng này các bạn. Được rồi nha. Mình cũng muốn đổi mấy con tướng. Ok ok, hay đấy. Ui, có skin đấy này. Skin 1.500 điểm mà, rẻ vậy. Mảnh trang phục, ngon đấy nhá. Mình cũng đang cần mảnh tướng các bạn để mình đổi lấy con Natia. Ok, mình sẽ quay luôn. Ok, để xem nó ra cái gì nào. Cái gì ấy? Cái này quay bao giờ mới xong? À, một cái quần. Hai con cá heo, 5 điểm. Wow. Ủa, mình được cái quần hai con cá heo mà sao lại tính ra cái dép gì ấy? Mình chưa hiểu lắm. À, tính 5 lượt một lúc các bạn, mình quên mất.
ba cái dép, không yêu trả dép bố về. Ba cái dép 50 điểm. Wow, ngon rồi nha. Ba cái dép 50 điểm. Ba cái kính 50 điểm. Ui, mình được nhiều cái ba cái vậy? Ba cái dép. Ôi, no. Hai cái dép. Ủa làm sao để mình có thể biết được mấy lần sau mình quay như nào ta? Đợi một chút mình ra mình xem lại, hình như có kéo xuống hay sao đó các bạn. Mình đang có 385 điểm này. Rồi, hai kính. Lần 1 được 50 điểm. Thế làm sao để quay lần 2? Không kéo qua được này. Chắc là xem ở đây này. Trời ơi, xem này nó kiểu gì ấy. Nó cho mình đang có 565 điểm các bạn ạ. Cứ chả hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng mà kệ. Ok. Ủa, ui, hai quần. Không điểm. Ủa mình được đây, hai quần được 100 điểm này. Còn chưa. Đang có 795 điểm. Mình còn thiếu 14.000 điểm nữa để lấy cái skin của con kiểu. Ui, ba đôi dép, ba đôi dép. Ba đôi dép 975 điểm rồi. Có vẻ như là mình bỏ được 200 điểm rồi. Thì mình được 1.000 điểm. Vậy là cỡ mình bỏ ra 1.000. Không, mình cứ nghĩ vậy đâu. Ok, cũng được nhiều nhỉ. 1.000 điểm rồi. Lúc đó mình có 1.100 mấy con huy á. Nhưng mình chỉ bỏ ra 200 con huy thôi, mình được 1.000 điểm rồi. Và định bỏ 1.000 con huy, mình được 5.000 điểm à. Ôi, dép. Ê. Ô, ba con gấu được 100 điểm. Ngon nha. Mình cứ quay 5 lượt thế này là 100 con huy một lần các bạn ạ. Vậy là mình còn 8 lần quay nữa. À đâu. Mình nhầm. À đúng rồi. À không, mình còn nhiều lần quay lắm. Mình bị ngáo rồi. Mình được 1.480 điểm rồi nè. Trời ơi, tính ra thì cũng hơi bị mắc rồi nha. Cái sự kiện này tính ra cũng chơi không được đâu. Ui, 5 điểm. Nó không cho mình biết mấy cái điểm lần sau thì. Cái này kéo hơi khó này. Mình đang quay máy tính ấy, cho nên là hơi khó đấy các bạn. Ôi ôi. Nhìn này sao mà mình biết được là mình muốn quay được những cái gì đấy. Ok, cứ quay đi. Hên xui vậy. Còn 800 quân huy nữa các bạn. Rồi, ra cái slip này. Không điểm à. Rồi, cái lần này có vẻ như là khá đen đấy. Mình được 1.800 điểm rồi các bạn. Mình tốn cỡ 300 mấy. Gần 400 rồi bạn. À, mình cũng chả biết nữa là mình tốn bao nhiêu. Ô, 100 điểm. À, được 2.000 rồi. Không biết là mình quay hết cái đống này thì mình sẽ được bao nhiêu nhá. Để mình thử quay hết cái đống này để xem mình được bao nhiêu. À, sao nó không có tiếng kêu, nó không phát ra tiếng kêu như mấy game khác. Ồ, ba đôi dép, ba đôi thông. 2.003 điểm rồi này. Mà mình chỉ còn 700 quân huy thôi các bạn. Mình không biết là mình đỏ hay đen nữa, nhưng mà mình nên quay 5 lượt cho nó nhanh nhé bạn. Ôi ôi. Ôi, 100 điểm. Được hai quần là được 100 điểm ấy, ngon đấy. Mà mình chưa thấy nó ra cái slip trái tim nhỉ. Bây giờ chưa thấy cái slip trái tim nào. Ê, ba con cá kìa. Rồi, ba con cá ở trên luôn ạ. Vãi thật. Ra ba con cá cái là thôi, đổi luôn Violet các bạn. Violet thì quay biển. Ngon lắm nha. Rồi. Rồi. Sao nó không ra ba con cá nhỏ. Mình rất là muốn thấy ba con cá để mình được sở hữu luôn Violet từ bãi biển các bạn. Có vẻ hơi khó rồi đấy. Ôi kính. Ui, ba cặp kính thì bình thường thôi, ít lắm. Ba cặp kính thì ít điểm lắm. Ba cặp kính hình như được có 100 điểm hay sao đấy. Kệ. Ba con cá. Ôi lại ba cặp kính tiếp à. Ôi không. Để cái slip hồng. Vãi thật. Cố lên. Ba con cá. Ba khẩu súng cá các bạn ạ. Hay là súng chim gì đấy, không biết. Ôi dồi, lại ở trên rồi. Được ba cái dép được có 50 điểm mà. Tại sao nó không ra ba con cá nhỉ? Hay là ba con sói cũng được, ba con sâu. À, ôi dồi, lại ba con. Cái này khó ra ba cái các bạn. Được 10 điểm. Rồi, xong rồi. Được có 3.000 điểm nữa các bạn ơi. Mình chơi sự kiện này mình lỗ nặng rồi. Ra cái gì con ngon nào? Ba cái quần què cũng được. Lại ba đôi dép à. Ba đôi dép là được có bao điểm nhỉ? Không biết được bao điểm đâu. Chưa đến 100 điểm đâu. Mình hy vọng là được cái gì ngon ngon một tí nào. Đổi lại đồ đều rồi. Hai con cá. Hai con cá được 25 điểm các bạn. Ok. Cái này quay mà 3 lần nó như nhận 5 lần nó như nhau thì ngon các bạn. Mình coi một lần nó ra 5 lần luôn. Cái này nó quay kiểu khác á. Mình chạy. Ui, ban gấu. No. Đấy, ba cặp kính nó có 50 điểm mà. Như ba cặp kính là cao nhất của mình hay sao á. Ba cặp, à không, ba cái quần, hai quần là được 100 điểm rồi, mà ba cặp kính được có 50 điểm. Lại ba đôi dép rồi, kiểu này dễ lắm đấy. Biết ngay mà. Ba đôi dép cũng được bằng ba cặp kính các bạn ạ. Tệ thế nhờ.
Mình được 5.565 điểm, không biết đổi được cái gì đây. Bạn bạn ở không không bạn cặp kính rồi, hai cặp kính. Ô 250 điểm, ba con cá heo ngon nha. U ba con cá heo ngon đấy các bạn. U ba cá heo là con thứ tư rồi đúng không? Ba con cá heo lại ba ở không nhầm. Hai đôi dép. Ô 1.500 điểm, yes. Lần đầu tiên mình được nhiều điểm như vậy. Wow, tuyệt vời. Không biết là có đủ để đổi lấy Violet từ bãi biển không đây. Không điểm. Vãi thật. Mình còn mấy nghìn điểm nữa nhỉ? 8.000 rồi. Mình còn 7.000 nữa. 7.000 nữa để lấy Violet từ bãi biển. Chắc là không được đâu nhỉ? Khó quá. Cái sự kiện này khó quá. Garena ơi, khó quá. Ba con cá nhỉ? Ủa 5 điểm. Khó quá, khó quá. 8.200 điểm rồi. Giờ ra ba khẩu súng cái là yêu Garena luôn đấy. Không đùa đâu. Còn lại ba đôi dép, trả dép bố về. À không, hai quần. U lại được 250 điểm nữa. Ngon rồi nha. Các bạn thấy kiểu tóc mới của mình thế nào? Đẹp không? Lại ba đôi dép rồi. Cứ nó cứ ra hai đôi dép là mình lại liên tưởng đến ba đôi dép các bạn ạ. Ba đôi thông. Mà cái này nó dễ ra ba cái giống nhau ấy nhỉ? Sao nó không ra cái khẩu súng đầu tiên? Chưa bao giờ thấy ra khẩu súng đầu tiên luôn. Nó ra khẩu súng đầu tiên thì ngon. Rồi. Hai cặp kính được 5 điểm rồi. Hai đôi dép là được 5 điểm, hai cặp kính cũng chỉ được 5 điểm thôi. Phải ba cái này phải giống nhau. Ấy, ba lãng hoa, ba lãng hoa được bao nhiêu điểm? Ba lãng hoa được. Ba lãng hoa được nhiều điểm lắm nhỉ? Để mình kéo lại xem nào. Được không? 500 điểm. Wow! Ba lãng hoa được 500 điểm. Con này cần 15.000 điểm, này mình có 10.000 điểm rồi. Yes. Ủa đây là mấy con tướng à? Vậy là mình cũng chỉ mua được mấy con tướng đó các bạn. Ngon nhở. Tính ra cái sự kiện này cũng được đấy các bạn. Ok đấy. Mình có thể dùng mấy cái điểm này để mình đổi ra mấy cái món quà đấy. Mình thấy cái sự kiện này nó sẽ ngon hơn là mình mở dương. À không phải, mình mua trực tiếp. Ui dồi ôi, sao ba con kia nó không thụt lùi xuống cái nhẹ. Để mình thấy được cái sự gọi là yêu thương của cái tựa game này dành cho mình các bạn ạ. Mình vẫn chưa thấy được cái sự yêu thương của tựa game này dành cho mình. Hai quần, hai con sư tử. Hai sư tử thì được 10 điểm. Ok, mình cần được 15.000 điểm rồi các bạn. Không biết là mình có nên sở hữu Violet từ bãi biển không. Nếu mà mình cố gắng chứ, cố gắng thì mình vẫn có thể được ấy. Bởi vì mình hy vọng là bây giờ ra phát ba con chim. Rồi lại dép rồi, lại ba đôi dép rồi. Cái game này cứ muốn trả dép bố về hay sao ấy nhở. Mình còn tới 4.000 điểm nữa cơ các bạn ơi. Mình còn tới 4.000 điểm, mình nghĩ là mình sẽ không đủ được 4.000 điểm nữa đâu. Nhưng mà vẫn hy vọng thôi. Lại ba đôi, không, hai đôi dép. Đen đấy nhở. Mà là chưa chắc là được đủ rồi các bạn ơi. Không đủ rồi. Ôi giời. Ui. Ui giời, ba cái không trúng cơ. Ô 100 điểm. 10.000 là mình còn 4.000 điểm nữa các bạn ơi. Mình cần 4.000 điểm nữa. Khó nhờ. Sao được 4.000 điểm? Ui giời, ba cái này không trùng nhau nữa cơ. Rồi, cần đúng 4.000 điểm nữa. Giờ mở cái gì ra cái 4.000 điểm là yêu Garena luôn. Hy vọng là mở ra cái gì ba cái váy cũng được. Ui giời ơi. Toàn ra cái gì vậy? Hình như vừa nãy mình còn được quá ít điểm luôn đấy. Cho 4.000 điểm. Ok. Ok, ấy ba đôi dép gì? Ôi, đôi dép không ngon lắm các bạn ơi. Rồi mình còn mấy lần nữa thôi là xong rồi đấy. Cái hy vọng mở ra ba đôi dép của mình mãi mà chưa xong, nó toàn ba con chim mãi chưa xong toàn ra ba đôi dép, thế mới khổ chứ. Rồi quay xong lần này là quay được hai lần nữa, thế là hết. Rồi đất, ôi ba đôi kính nhở, ba cặp kính nhở. 500 điểm nữa, yes. Còn mình còn 2.000 mấy điểm nữa, 2.700 điểm nữa mới có được Violet các bạn. Này thì 50 điểm thôi. 2.600 điểm nữa mới có Violet. Wow, có ra cái gì đi, ra cái gì đi, ra cái váy nữa, cái váy nữa. Ôi, ra cái váy nữa thì ngon nhờ. Để xem ba cái váy thì bao nhiêu điểm ta? Ba cái váy thì bao nhiêu điểm nhờ? Ba cái váy bao nhiêu điểm? Trời ơi, ra ba cái váy là ngon rồi, ra có hai cái váy vậy.
Ôi tiếc nhờ. Ok, vậy là mình còn thiếu 2.400 điểm nữa để có thể sở hữu được Violet từ bãi biển các bạn ạ. Các bạn muốn mình quay tiếp không? Nếu các bạn muốn mình quay tiếp thì các bạn hãy comment ở phía dưới nha. Còn bây giờ thì xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào clip tiếp theo của mình. Bye bye.